Mời các ông. Trời ơi, cái gì mà nghe cái tiếng thấy ghê vậy? Hết chỗ họp rồi sao tự nhiên hẹn vô bệnh viện họp? Dạ, do thân chủ của tôi là bà Nguyễn Thị Trầm Hương muốn gặp các ông ở bệnh viện. Và tôi là luật sư đại diện cho bà Celine Hà. Ừ, chào luật sư. Bonjour luật sư. Khỏi bắt tay, mời ông ngồi. Ông ngồi luôn. Hai ông là chồng cũ của bà Nguyễn Thị Trầm Hương. Tôi là chồng cũ của bà. Tôi lấy bà lúc bà còn ngây thơ. Lấy vợ mà nghĩ người ta ngây thơ thì ông mới là người ngây thơ đó. Sao kỳ vậy? Đàn bà con gái đi lấy chồng là không ai còn ngây thơ đó. Ồ, hèn gì. Bà bỏ tôi là gì, bà chê tôi già. Ông đang ngây thơ rồi. Đàn bà mà bỏ đàn ông là không có phải chê già. 72 mà nó còn lấy được 27 mà. Sao già được? Vợ của ông bỏ ông là tại ông xấu. Má chê tôi xấu? Dạ. Mà má bỏ tôi, má lấy thằng này hả? Ông này là không có xấu à. Ông này là trong mắt tôi, ông thuộc cái thành phần gớm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái nhan sắc của tôi là phải nhìn kỹ nó mới lòi ra. Tôi không biết ai có nhìn lòi ra không, chứ tôi vừa mới nói là nguyên bệnh viện vỗ tay, ta khỏi vô nước biển luôn á. Không, anh bình tĩnh đi. Đó là con mắt của tôi thôi, còn cái gu của vợ anh, ổng chừng cái mắt của bác khác. Nhìn anh thấy có cái gì đó lạ hoặc là độc. Đó, dạ. Luật sư nói chuyện như vậy tôi chịu. Dạ. Yeah. Dạ. Nè luật sư ơi, nhưng mà bữa nay luật sư mời tôi tới đó là cái gì, gặp bả là cái gì vậy? Dạ, dạ. Tôi không có thời gian. Rồi rồi rồi. Tôi nhận được cái thư mời của luật sư. Tôi tưởng có thư kiện gì cho nên tôi mới tới đó. Dạ. Tôi cũng vậy. À, vô vấn đề ha. Ai là Trần Trung Thực? Tôi tên là Trần Trung Thực chứ không phải Trung Thực. Dạ, xin lỗi, vậy tên nó không có dấu. À, tôi xin lỗi, nhưng mà nhìn cái tướng ông thấy Trung Thực hơn là Trung Thực. Dạ. Bà nói hồi bà trúng gió đó nha. Dạ. Xin lỗi. À, ông lấy bà được 3 năm 9 tháng 6 ngày. Đúng. Ông ở Võ Bình Định. Yeah. Ông lấy bà được 2 năm 7 tháng 6 ngày. Yeah. Bà này tới ngày thứ 6 là bà bỏ chồng rồi ha. À, ông Trung Thực. Ê, Trung Thực. Ông làm nghề gì ạ? Tôi làm ở trong ngành giao thông á. Ê, nãy giờ không biết. Dạ xin lỗi ông, chắc cũng giám đốc công ty điều hành giao thông vận tải. Dạ, xin lỗi ông. Dạ. Không phải. Tôi là tài xế taxi Uber. Thì nói mẹ nó là tài xế Uber đi. Con bày đặt cái trong ngành giao thông. Đó chỉ là nghề tay trái của tôi thôi. Dạ, vậy còn nghề tay phải ạ? Giao pizza. Bị xỉn hả? Dạ không, này trúng gió. À, ông Võ Bình Định. Dạ, xin chào võ sư. Yeah. Hey, 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 hey. Tôi đẻ ra ở Bình Định. Hồi nhỏ đi học thường hay bị ăn hiếp, cho nên lúc qua Mỹ vô quốc tịch đổi tên Võ Bình Định. Oh. Đặng hù người ta thôi, chứ đâu biết võ con mẹ gì. Trời đất. Mà nè, bà đến đây làm gì tự nhiên rồi cha hỏi nghề nghiệp của tôi là làm sao? À, tôi chỉ làm theo ý của bà Trầm Hương thôi. Bà muốn biết khả năng của tụi ông để giao việc. Giao công việc gì? Tụi tôi đâu có còn là chồng của bà đâu mà giao cái gì? Bà đâu rồi? Ờ, bỏ nhau lâu rồi mà còn nghĩ đến chuyện sai khiến nữa chứ. Nè, bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Bà đâu? Bình... bà đâu rồi? Kêu bà ra đây gặp tôi đi. Bà trong nhà xác á. Cái gì? Không phải. Bà ở trong nhà tái khám, trong phòng tái khám. Trong lúc tái khám thì muốn chúng tôi truyền bà đạt cái mục đích để biết để giao việc cho các ông, có khả năng của ông tới thế nào. Mục đích của bà là cái gì? Luật sư nói lẹ đi. Tôi không có nhiều thời gian. Đúng. Xe Uber tôi đang đậu chỗ cấm. Mục đích là cái gì? Nói đi. Chứ tôi còn cả trăm cái giao dịch để làm. Tôi nói thiệt, tôi là vì tình xưa nghĩa cũ tôi mới tới đây nè. Dạ, thì bà Trầm Hương cũng vì tình xưa nghĩa cũ mới mời hai ông tới đây. Tình xưa nghĩa cũ thì hẹn cái chỗ nào cho nó lãng mạn, tự nhiên đưa vô bệnh viện cái chỗ lãng xe. Hai ông nghe đây, bà Trầm Hương bị ung thư. I don't care. Bà bỏ tôi là bà ung thư đúng rồi. Bà làm chemo 3 lần rồi, nhưng kết quả không khả quan cho lắm. Bác sĩ nói là chắc khoảng 3 tháng, bà sẽ đi về nơi xa.
Đi về nơi xa là đi đâu? Ông đã dở dở mà còn dốt văn nữa. Đi về nơi xa là người ta mất đó. Chết hả? Nó mẹ nó chết đi. Trời ơi, còn bày đặt văn với chương. Thì bởi ba biết ba sắp chết cho nên mới mời tụi ông. Nè, bác sĩ còn bó tay, kêu tụi tôi tới làm cái gì? Bó chiếu hả? Đúng, bó chiếu thì kêu nhà hoàng, chứ kêu tụi tôi làm gì? Nè, bó chiếu gì? Ông hưởng bà đầu tiên, ông ở đem lo cho bà nha. Tôi đi về. Dẹp mày. Người ta nói đấy, nhà giàu út nhờ mà nghèo út chịu. Mày là chồng chó ha, ở lại bao đi mày. Tôi làm sao ông ở lại đi. Này 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 này, đây là cái bệnh viện không phải cái nhà quàn. Các ông đã nói cho đàng hoàng nghe chưa? Ông đi về đi. Để beautiful doctor tôi lo. Bonjour doctor. Bác sĩ khi nào bắt tay lắm, vì sợ nhiều vi trùng. Mời ông ngồi. Ông kia nữa, ngồi luôn. Mà cho tôi hỏi, ở đây ai là thân nhân của bà Nguyễn Thị Trầm Hương? Ở đây không ai là thân nhân của bà, tôi là luật sư đại diện của bà. Ừ, chào bà. Dạ, chào bà. Đây là hai ông chồng cũ của bà. Hả? Cả hai ông đều là chồng cũ hả? À? Cũ thôi mà, có cần nhấn mạnh gì không? Hai ông này cũ, mà ông này cũ hơn. Bà bỏ ông này trước, tại vì ông già. Chắc hết sức rồi. Rồi sau đó bỏ ông này luôn vì ông trẻ. Chắc tại dai sức quá không chịu được. Bà Trầm Hương có bỏ hai ông này tôi chả có gì ngạc nhiên cả. Tôi thấy cái đó không có quan trọng. Quan trọng là tại sao cái bệnh viện này lại mướn bác sĩ trẻ đẹp như vậy. Trời ơi, nhìn cái làn da tao nó trắng miệng như da em bé vậy. Nhờ tôi dùng Chubby Skin Care trắng da, chống nám, chống lão hóa là sức mạnh và cho sự tự tin mãnh liệt của phụ nữ. Cảm ơn. Ông bị điên. Nhìn bác sĩ trẻ đẹp cái tôi muốn bệnh luôn vậy à. Ông muốn bệnh chứ gì? Đây là cái bệnh viện dành cho bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Cho nên bệnh viện này chỉ tuyển bác sĩ không cần giỏi, chỉ cần đẹp. Không nhận. Cái bệnh viện này sáng suốt dễ sợ luôn. Đưa ra cái policy tôi chịu hết sức luôn vậy. Đúng. Trước khi mình chết, mình nhìn bác sĩ trẻ đẹp nó cũng khoái khoái. Cái chết gì gái là cái chết thoải mái. Không thoải mái nổi đâu ông ơi. Đấy là ông chưa bị ung thư thời kỳ cuối sắp chết thôi. Chứ bây giờ ông thử bị xem, ông nhìn tôi xem ông có ham muốn nổi không. Ông nhìn cái gì đấy? Lê phải không? Cái gì đấy? Lê. Cái này đâu phải lê. Dưa hấu. Kêu kêu. Anh nói nhớ nhăn. Gì vậy ông nội? Thì mày chỉ cái gì vậy? Tôi chỉ cái bản tên nè. Doctor Lê. Ai biết mà chỉ đúng chỗ. Luật sư kiện không? Kiện hai ông này không? Tôi làm luôn. Kiện cái gì? Gì? Tôi nhớ tên bác sĩ rồi. Doctor Lê. Kể từ hôm nay Lê làm ở chỗ nào tôi cũng lết đến chỗ đó để chữa bệnh. À, sắp tới tôi chuyển qua khoa tâm thần đấy. Hy vọng gặp ông ở bên ấy nhé. Qua bên đi tâm thần. Cười gì ông nội? Bác sĩ ta vui tắm, ta nói chơi như vậy chứ bộ. Biết gì hết trơn à. Bác sĩ, hồi đó giờ tôi lười khám tổng quát lắm. Ông ấy hôm nay bác sĩ giúp tôi khám tổng quát được không? Được. Muốn khám tổng quát thì phải cởi hết quần áo ra, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cởi hết quần áo luôn. Đúng, 100... Cái gì đấy, ông định cởi thật đấy à? Ông mà khỏa thân ra, ông không thấy ngượng. Nhưng mà tôi á, khiếp lắm. Tôi ói ngay tại chỗ ngay. Thôi nhá, tôi không có thời gian ở đây để tầm sàm với hai ông nghe chưa? Luyên thoát, luyên thuyên, vớ va vớ vẩn. Tôi nói cho hai ông biết là 5 phút nữa tôi cần một người nhà lên đón bà Nguyễn Thị Trầm Hương xuống để chờ kết quả. Sốt hết cả ruột. Thần kinh. Bác sĩ, bác sĩ. Đây rồi. Cái gì vậy bún? Gì? Bún ra. Trời ơi, ông kéo kéo nó đứt cái gì lưng, cái nó tuột cái quần xuống. Bác sĩ đè tôi xuống khám bây giờ. Con khỉ. Bác sĩ, luật sư ta đang nói chuyện ở đây. Ta không có thì giờ rồi, còn phải đặt thả dê không đúng lúc. Thả dê không đúng lúc nó không thành vấn đề. Mà thả dê không đúng chỗ. Nghĩ sao vậy? Ông có gương soi không? Chút tôi cho mượn ông soi. Giá gì vợ bỏ rồi mà còn tự tin.
Ông vô ông hửi thử cái ngón chân của bà bác sĩ của bà cho chưa mà nhau nhau lên vậy. Hai người không biết gì hết á. Gì? Mình không thử làm sao mình biết. Người Mỹ người ta có câu, mình không mua vé số, làm sao mình trúng số. Mình không ứng cử làm sao đắc cử. Có ai tin là ông Donald Trump lên đắc cử làm tổng thống không? Đúng không? Đó. Yeah, thấy chưa ông á. Bình dân người ta cũng nói vậy kia kìa. You don't try, you don't know. Ông nói tiếng Anh đó hả? Chắc vậy á. Tưởng ông nói tiếng Thái không? Trời ơi, nói tiếng bòi quá, bớt nói cho nó lành. Mời mấy ông ngồi. Ngồi gì hết á. Bây giờ nè, bà nói cho tôi biết đi. Bà Trầm Hương kêu tụi tôi đến đây làm cái gì? Bà bệnh sắp chết. Mà người xưa có câu á, con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Tôi chắc là bà đã hối hận vì bỏ hai đứa tụi tôi, cho nên bữa nay mời tụi tôi tới để xin lỗi. Bỏ hai ông mừng gần chết ở đó kêu lại xin lỗi. Bà muốn biết khả năng của các ông, tại vì bà bị bệnh bất ngờ cho nên sẽ giao lại việc kinh doanh cũng như là business của bà. Cái gì? Cái gì? Quản lý kinh doanh hả? Trời ơi, 3 năm trước lúc mà bà bỏ tôi á, bà còn ăn que phe thấy bà. Giờ đâu nhiên ra kinh doanh. Nè, bà Trầm Hương, bà luật sư, bà nói với bà Trầm Hương ha, có cái kinh doanh gì đó, giao cho ông nội này ông làm nha. Chứ còn tôi là tôi có cái business riêng của tôi rồi. Gặp tên tôi ra. Ok, đó là ý nguyện của ông, tôi sẽ viết xuống đây để báo lại với bà. Luật sư ơi. Dạ. Nói cho tôi biết là business của bà là business gì mà phải cần tụi tôi tiếp tục quản lý. Dạ, ông ngồi xuống đi. Bà Trầm Hương á, bà không có gì nhiều. Bà chỉ có một cái plaza. Người Việt mình á, thường gọi là thương xá. Gồm 28 unit mà không có bỏ trống một unit nào. Bà cho mướn một tháng thu về ít nhất là 84.000 đô. What? Dạ. 84.000. 84,000. Ngậm miệng lại để rùi vô bây giờ. Ngồi xuống. Ông bình tĩnh đi. 84.000 đô. 84 nhân 12. Tô đồ. Tổng cộng. Một năm. 1,008,000. Bình tĩnh đi. Các ông mà muốn không giữ lại đó thì có quyền bán. Giá hiện thời bây giờ nó là 11 triệu đô. Thúi quá tỉnh luôn. 11 triệu hả? 11 triệu đô nếu bán liền. 11 triệu, 11 triệu. Dạ. 11 triệu. 11 triệu. Tôi đang tỉnh hay mơ? Trời ơi. Đau không? Đau. Mày đang tỉnh đó. Mà mấy ông bình tĩnh đi. Có phải của ông đâu mà mơ. Bình tĩnh. Bây giờ mấy ông ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi đề nghị mấy ông ngồi xuống chứ đây người ta cấp cứu hai người không có kịp đâu. Ngồi xuống đi và bây giờ nghe đây. Bà Trầm Hương còn 2 căn biệt thự, còn tài khoản ngân hàng, tất cả đều do thân phụ của bà ấy để lại. Thân phụ của bà ấy đã mất cách đây 2 năm cũng do bệnh ung thư. Bây giờ ý nguyện của thân phụ cũng như ý nguyện của bà Trầm Hương đều muốn giữ lại toàn bộ gia tài đó, chỉ giao cho một người xứng đáng mà thôi. Và phải lưu truyền lại mãi mãi về sau. Bà sẽ cho xây một tấm bảng thật lớn để treo trước cửa của thương xá với 3 chữ Trầm Hương Center. Cái gì vậy? Bình tĩnh đi ông. Bình tĩnh. Trời ơi, tỉnh. Làm chủ một cái thương xá. Dạ. Trị giá 11 triệu. Dạ. Mỗi tháng thu nhập 84.000. Bình tĩnh ông. Mà sao em nỡ dội chết đi. Việt Hương ơi. Cái gì vậy? Việt Hương gì đây, cái bà đó tên Trầm Hương. Xin lỗi, coi hài gì quá tôi nhảm. Trời ơi. Trầm Hương ơi. Đúng rồi, Trầm Hương.
anh đau lòng lắm. Bây giờ em để lại hết tài sản cho anh. Anh xài tiền của em mà anh cũng không có vui. Nín ngay. Lúc này không phải lúc khóc. Đúng, 11 triệu là phải vui chứ. Nín luôn. Lúc này không phải khóc cười. Cái gì mà khó quá vậy? Khóc cũng không được, cười cũng không cho. Em muốn tôi sống sao? Ông nhiễm địa thi Nga lắm rồi nha. Giờ này ông còn Minh Tuyết ở đây nữa, không muốn sống sao nữa hả? Không. Bây giờ mấy ông quyết định rất là nghiêm trọng cho mấy ông đây. Luật sư à, tôi tuy nghèo chứ tôi không có tham tiền. Đứng dậy tao biểu. Cái gì? Ở đây. Giờ tao tính gì? Tính sao? Cái thương xá 11 triệu. Cộng thêm cái biệt thự với tài khoản ngân hàng, ít nhất cũng phải khoảng 3 triệu. Tổng cộng là 14 triệu. À. Tao không có lấy hết. Chia đôi, mỗi đứa 7 triệu, mày thấy sao? 7! Tôi cũng phải là người tham tiền. Ê, nhưng mà còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ sao không? Mấy người giàu có người ta hay mua bảo hiểm nhân thọ lắm. Bèo bèo cũng phải 6 triệu nữa. Cộng vô là 20 triệu. Chia đôi là đứa 10 triệu. Ông làm ăn mộng tính vậy chết tôi rồi. Luật sư nó ăn hết. Luật sư à, còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ của bà Trầm Hương đó, nhưng mà mấy cái thứ lẻ tẻ đó tôi không cần. Giao cho tôi cái plaza 11 triệu là đủ rồi. Đã, đã. Cái gì vậy ông nội? Mày làm gì vậy? Chi đâu chứ tự nhiên làm gì nhai nút mình ông. Chi đâu cái gì chứ? Mày thì làm sao? Bình tĩnh đi. Chưa có chi cho ai đâu. Bà Trầm Hương mới hỏi thôi. Và nên nhớ là bà nói bà chỉ giao cho một người mà thôi. Với cái tính khí của hai ông mà giao cho hai ông trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi là mấy ông giết nhau để chia của bà rồi. Và bà ấy sẽ giao cho cái người xứng đáng nhất. Nãy giờ tôi cũng lưu hết lại đây rồi. Biết ai là người xứng đáng? Bà Trầm Hương sẽ biết người nào là người xứng đáng. Bà sẽ giao toàn bộ gia tài của bà cho người đó. Và đặc biệt là giao lại cái thương xá Trầm Hương Center. Thương xá mà làm như tịnh xá gì? Chuồng quá. Còn ai xứng đáng nữa? Ông, hồi đó giờ là ông cứ đi làm công thôi, chưa có làm chủ, đứng quan bên. Luật sư. Dạ. Luật sư nói với bà Trầm Hương, ừ, người vợ yêu dấu của tôi đó, ừ, là tôi có kinh nghiệm điều hành. Ồ. Tôi có khả năng khuyến mãi. Ồ. Cái gì buôn bán là tôi có kinh nghiệm dữ lắm. Dạ. Tại vì tôi có business riêng mà. Ồ, cái business của ông là cái gì? Tôi bán nước mía. À, thì ra cái xe nước mía trước cổng chợ bên xa là của mày đó hả? Trời ơi, chỗ đó bán ế bùi rùi bu đầy. Bữa nọ bán một tặng một tặng ngày rồi tôi uống về đau bụng thấy mẹ luôn. Ông nói đó lần sau tôi bán cái ly cho uống căm họng luôn á. À, bà Trầm Hương. Ờ. Đây đây đây, ờ, bà ngồi đây bà nghỉ. À, tục tưng, tục tưng, tục tưng. Vợ yêu, vợ yêu của anh. Ơi. Trời ơi, anh nhớ em quá. Trời ơi, bệnh sắp chế mà sao da đẹp dữ vậy? Rồi đấy. Đẹp quá. Bà vui rồi nhá. Bà có đến hai ông chồng cũ đến chúc mừng bà, làm cho bà vui đấy. Thế là thăm nuôi bà thế là được rồi. Thôi tôi chúc mừng cho bà. 5 phút nữa tôi xuống rồi tôi đưa kết quả. Ôi dồi, chồng gớm quá kìa khiếp. Eo ơi, sao tôi càng nhìn tôi càng thấy hai ông chồng của bà nó cũng giống như là bị sao nhỉ? Dở hơi cắm lợn ấy. Không phải đâu, nó nặng hơn một tí. Giống như là đang đi giữa đường xong bị ẩm một cái gì rơi vào đầu xong không bao giờ lành lại được nữa ấy. Kinh lắm, khiếp rồi, phát ói. Nhìn gì mà nhìn, ghê quá rồi. Ê, vậy, từng đứa một, tao là chồng trước, tao phải nói chuyện trước. Còn mày, đi ra hành lang chờ, chừng nào tao kêu vô mới được vô. Ông là chồng trước, nhưng Trầm Hương thương tôi hơn. Đúng không vợ yêu? Bỏ đi, nhìn thấy mà gớm không? Bả là bả bỏ hai ông rồi. Quan trọng là bây giờ nghe bà Trầm Hương nói. Mời bà. Em không có bỏ ai hết. Tại hai anh chưa biết, ba má em rất là giàu có đó mà. Hồi lúc em lấy anh, má em từ em. Rồi lúc em lấy anh, ba em cũng từ em luôn. Cãi lời cha mẹ, ham chồng quá cho nên em mới trắng tay nè. Em đừng nói nữa, anh hiểu mà. Chỉ vì chữ hiếu mà em đành phải bỏ cả hai đứa tụi anh để trở về với cha mẹ, đúng không? Không, em không có gì chữ hiếu.
Mà tại vì hai anh không có làm ra tiền, còn em không có quen cảnh sống nghèo nàn. Em à, anh nhớ mà, hồi đó nghèo đó, rồi em muốn đi sửa ngực, bác sĩ đòi 6,000 mà anh chỉ có 3,000 thôi. Anh ấy kêu em đi sửa trước một bên đó, rồi một năm sau anh có tiền, anh mới đưa cho em sửa thêm cái phần bên là kia còn lại đó. Anh thiệt là kỳ khôi quá đi. Em bỏ anh rồi, anh đừng có giận em nha. Nói thiệt, mấy năm nay á, anh giận em hết sức. Nhưng mà giận á, không phải là vì em bỏ anh, mà vì em lấy cái thằng chồng sao xấu trai hơn anh. Đó là duyên phận. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cho nên đời em không có lấy được chồng đẹp trai. Hồi lúc em lấy anh đó, má em bà nói: tại sao mày lấy cái thằng chồng già hơn tao vậy mày? Rồi má em bà từ em. Bây giờ má em chết rồi, em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Anh à, hôm nay em kêu hai anh tới đây là để bàn cái chuyện để lại gia tài. Em đừng nhắc ba cái chuyện gia tài nữa ha. Thương xá biệt thự tài sản ngân hàng gì đó nha, ba cái bảo hiểm nhân thọ của em đó, anh không ham. Anh chạy Uber dư xài mà. Em muốn giao gia tài lại cho ai là tùy em. Nhưng anh chỉ nhắc em, chỉ có anh là người xứng đáng được hưởng cái gia tài đó. Vì sao? Vì lúc anh gặp em, anh còn là trai tơ. Bởi vậy em là mối tình đầu của em. Anh là người đầu tiên đến với em, và cũng sẽ là người cuối cùng lái Uber chở quan tài em ra nghĩa địa. Anh đã hy sinh cả đời trai cho em. Bởi vậy đời em mới xui nè. Ra đi. Gì? Còn người ông á, ông tham tiền vừa phải thôi. Ông thấy không, Trầm Hương bệnh như vậy, ông không có lo chăm sóc hỏi han, cứ lo gia tài gia tài. Mày ngu quá, không nói lẹ đủ Barbie cô ma sao? Đi. Trầm Hương, chỉ có anh thôi, lúc nào anh cũng nhớ tới em. Hình bóng em luôn lởn vởn trong óc anh. Em biết không, ngày đêm anh thầm gọi tên em. Hương, anh gọi tên em trong gút ngang nỗi nhớ. Gọi tên em, gọi mãi không nguôi. Anh gọi tên Hương, mịt mù trong gió lòng. Gọi thầm nỗi nhớ băng khoăn. Hương. Trời ơi, hát dở ẹt mà hát hoài. Hát cái gì? Hép. Tên là Hương chứ phải heo mày. Tôi biết bà tên Hương mà tôi dập bẻ kéo tôi dậy con nè. Dập bẻ nó, dập bẻ kéo lên. À. Hương ơi Hương, có lẽ đây là lần gặp gỡ sau cùng. Hả? Trời, hôm qua tới nửa đời hương phấn luôn rồi. Anh muốn nói với em chuyện gia tài, em cứ cất lại đi. Anh không có tham, anh cũng không có thèm. Anh chỉ cần có em. Em biết đó, từ ngày em bỏ anh có lấy ai đâu. Bởi không có ai thèm lấy anh. Ngồi vậy, cái tướng như con heo nọc mà cứ ngã ra hoài à. Nhìn thấy gớm à. Ông làm một hồi khi ông đi quay rồi bỏ là bàn thờ cúng bây giờ nha. Mấy ông làm quá. Xin lỗi bà, tôi đã được chứng kiến nhiều cuộc tình lắm rồi, mà lần đầu tiên tôi mới thấy một cái cặp ông xã của bà mà tráo trở như vậy. Từ đó tới giờ tôi mê Nguyễn Hưng lắm. Tôi nghĩ là ông hát cái bài Hương đó là dành riêng cho tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ bỏ nghe cái bài này. Sau khi cha nội này hát, ông hát có một câu mà sáo tông luôn trời. Bà ơi, tôi xin phép bà tôi về văn phòng. Tôi sẽ lấy cái con mọc, dấu mọc qua đây. Đây là tờ di chúc của tôi đã phát thảo sẵn. Bà cứ nghĩ là một trong hai ông nào xứng đáng, bà ghi tên.
tôi sẽ quay lại đóng mộc cho bà. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ. Theo ý luật sư, hai ông chồng của tôi sẽ để tài sản lại cho ai? Ôi, tôi mà có hai ông chồng này á hả, việc trước tiên là tôi bán sạch tài sản rồi hiến tặng cho hội bạn người cùi. À, cái gì vậy? Tự nhiên cái người cùi là cùi cái gì? Hai anh nghe em đọc nè. Đọc đi em. Tôi tên là Nguyễn Thị Trầm Hương. Cái gì đây? Bà cái chúc. Em có chết rồi mày biết gì chúc? Nãy giờ anh gặp em, anh bối rối quá, anh xúc động quá, anh không có nhớ ra. Em bị ung thư mà, ung thư làm sao chết được. Đây, Sugoi Fukudan. Có rất nhiều loại Fukudan, nhưng tôi chỉ mua Sugoi Fukudan tại trung tâm Thúy Nga. Thần dược Nhật Bản, làm các tế bào ung thư tự hủy diệt. Uống liền đi em. Anh ơi, em bệnh nặng lắm rồi, không biết Fukudan có giúp ích gì được hay không nữa. Bình thường, một ngày mình uống 3 viên. Em nặng quá, chơi 30 viên đi. Không, em nuốt luôn cái chai đi. Ung thư nào mà chịu nổi em. Anh ơi, anh biết em bệnh nặng, mà anh mua Fukudan đem tới cho em, em thật là xúc động. Anh ơi, cái chai này nuốt làm sao vậy anh? Kho qua bỏ qua đi. Mình uống bình thường thôi em. À, cái loại này tốt lắm. Có 350 đô một chai à. Anh thiệt là chu đáo quá đi. Chu đáo mẹ gì? Trời ơi, cái này nó đâu có mua. Cái gì vậy? Cái thuốc Fancadu này là nó bán. Cái gì Fancadu không nội? Thì mày mới nói Sugoi Fukudan. Fukudan phải cái đu gì có u được rồi mày. Đây nè, thằng này nó bán gạo. Cái ai, trong túi nó lúc nào cũng có mấy chai. Đây nè. Cái gì vậy? Ở ngoài cốp xe nó còn mấy thùng của mày đó. Chơi bị ổi. Bị ổi con khỉ. Mày giả dối. Em à, chỉ có mình anh là thiệt thà. Đúng cái tên Trần Tung Thực. Em cứ giao hết gia tài cho anh đi. Sau khi em chết, anh cam kết sẽ dành nửa phần gia tài để làm một đám ma hoành tráng cho em. Ông xào đó, em đừng có nghe ông. Đi. Ông xào đó em. Nghe lời anh, một lời cuối thôi. Dù em có để lại gia tài cho anh hay không, không quan trọng. Anh vẫn tặng Sugoi Fukudan cho em uống miễn phí mà. Em cảm ơn anh. Anh rất là rộng rãi. Rộng mẹ gì, nó mua được giá sỉ thôi. Sỉ lẻ cũng là tiền chứ không. Chủ yếu là tấm lòng của anh đúng không em? Đúng không em? Tấm lòng của anh đúng không? Chờ anh chút xíu. Nè, ra. Gì? Con mẹ này bây giờ bà uống thuốc nhiều quá bà khùng rồi. Hồi xưa bà đâu có nói cái giọng phim bộ đó. Ờ à, đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ tôi tính như vậy, như hồi nãy mình bàn. Bà nói gì kệ mẹ bà đi. Mình cứ cam kết với nhau, tài sản bà để lại đưa cho hai thằng, thằng nào cũng được. Mình chia đôi. Cái ung thư giỏi lắm, 3 tháng là bà chết queo rồi. Đúng không? Lúc đó mình bán luôn cái thương xá, mình cứ đôi. Mày công nhận mặt xấu mà ốc sáng. Quyết định vậy đi. Yeah. Em à, nè. Bây giờ tụi anh tính như vậy nè. Là bà Trầm Hương. Bà Trầm Hương, tôi phải chạy như bay xuống đây để tôi thông báo cho bà một tin rất là quan trọng đối với bà. Chuyện gì vậy bác sĩ? Trời ơi, sung sướng không có gì bằng. Tôi không bị bệnh mà tôi nghe một cái tôi còn bay lên tận trời cao, huống chi là bà. Tôi đảm bảo bà ngồi yên trong cái ghế này là bà sẽ bắn một cái ra đằng kia ngay. Khi bà nghe tin này, cái loại thuốc mà bà ký nhận và thử nghiệm trong tuần vừa rồi, bây giờ nó đã có kết quả. Và cái cục, à không phải, cái cục, cái u đó, cái cục u trong đầu của bà đó, nó đã dần dần teo hết và bà sẽ dần dần hoàn toàn khỏi bệnh. Chúc mừng bà. Thì không bác sĩ? Bà sẽ khỏi bệnh. Thì không? Yeah. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Bà... cảm ơn trời Phật, chỉ là tôi đâu có bệnh nữa. Tôi sẽ hết bệnh phải không bác sĩ? Đúng. Trời ơi bác sĩ ơi, sao bác sĩ giỏi quá vậy? Tự nhiên tôi nghe bây giờ tôi đi được luôn rồi nè. Đấy. Bác sĩ ơi, thiệt vậy đó hả? Tinh thần thấy quan chưa? Trọng lắm. Vâng. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Thử bao nhiêu thuốc, làm bao nhiêu kim môn cũng không hết.
Rồi ông thầy bùa, ông bán cho tôi một lá bùa 1.000 đô, tôi đeo tôi lỡ lưng quần luôn. Lỡ là tại vì là lười tắm cái gì không lấy ra đâu. Phải, tại vì tôi đeo để coi nó có linh nghiệm hơn, sắp chết rồi mà sợ, bác sĩ không? Bây giờ tôi không ngờ chứ. Là thuốc nó thần nghiệm như vậy, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tôi mừng quá, chúc mừng bà, vâng. Quá là sung sướng rồi, cái gì đấy? Bác sĩ, nói vậy là vợ tôi không chết nữa hả? Chết làm sao được mà chết? Sao vậy? Ủa mà bác sĩ, sao mà lành bệnh hay vậy? Thế có vẻ không vui à? Vui gì nổi, bà hết bệnh là tụi tôi bệnh đó. Tại. Đúng rồi, suýt nữa chút xíu ông Diễn nữa là thành triệu phú rồi. Tự nhiên bây giờ bị tuột khỏi tay, tiếc chứ. Ôi ông ơi, đó, người ta có số có phần hết cả rồi, các ông cũng thế thôi. Bà Trầm Hương ơi, nói vậy là bác sĩ nói là bà. Luật sư ơi, sao? Bệnh của tôi sắp khỏi rồi. Ôi, vậy hả? Rất là mừng bà. Vậy là những cái chuyện mà coi như là mấy cái chuyện mà tôi nhờ luật sư Di Chúc là Di Chúc bỏ qua đi. Đóng hồ sơ này. Dạ, đóng hồ sơ. Chúc đi, mừng bà. Chúc mừng bà. Là bà mời hai ông này đến đây để viết Di Chúc đó hả? Đúng rồi. Dạ. Vậy là tôi đóng hồ sơ ha. Đóng hồ sơ. Chúc mừng bà. Ôi. Ủa nó nghe nè. Ôi về. Về cái gì nữa? Tôi thấy người ta đang cẩu cái xe Uber của ai ngoại á. Cái gì? Lăn đó lẹ. Dạ là xe lăn cho bệnh viện, xe lăn bệnh viện lấy. Quên, xin lỗi bác sĩ. Lẹ đây nó cẩu rồi. Còn ông ơi, bán nước mía phải không? Về bán thêm nước dừa đi, ông có cái bàn nạo tốt quá mà. Gán đi, gán về bán. Tầm sang. Gán bán đi, khi nào đủ 1 triệu tới thông báo. Này. Từ hồi sáng tới giờ đứng đây cho giữ, không có một đồng xu nào hết. Trời ơi, tôi ở nhà, tôi bán được 100 ly nước mía rồi. Đi về. Này, có nè. Gọi từ cái gì đấy là nhà quản ở cái thì cancel đi nhá, không cần dùng nữa đâu. Em, mấy cái vụ ung thư này nó có chữa khỏi, giỏi lắm là cũng 5 năm nó tái phát. Nếu 5 năm sau có gì, nhớ gọi tụi anh đến chia tài sản nha. Thôi, em nghe lời luật sư rồi, chừng nào mà ung thư tái phát đó, em sẽ bán hết tài sản cho hội người cùi, phải không luật sư? Chồng cũ không cho, cứ cho người cùi, nghe xong cái muốn cùi luôn vậy. Thôi đi, ông á, ông làm quá lắm nha. Tôi từ đó tới giờ tôi thấy biết bao nhiêu cái người chồng là tôi làm biết bao nhiêu vụ mà tôi chưa bao giờ thấy cái người nào mà kinh tởm với ông này đó. Trời ơi, bà đẹp đẽ quá mà, lấy làm chi cái thứ cô hồn cát đảng vậy? Cái gì vậy bà? Luật sư ơi, vợ chồng là duyên số. Không có ai dỗ ngực xưng tên là mình khéo chọn vợ hay là khéo chọn chồng. Cho nên, như luật sư nè, xinh đẹp, thông minh như vậy, hình như là chưa có chồng phải không? Ủa? Ê hả? Để tôi về nâng khăn sữa tưới cho bên ấy. Mày ơi, thời bây giờ gì có khăn đâu mà đâm. Celine Hà, về với anh đi. Anh sẽ bán Uber để lăn xe em thành Celine Dion. Trời ơi. Thôi. Nè, hai ông nội, tôi có ế suốt đời cũng không bao giờ dám lấy hai ông về đâu. Bỏ mộng đi nghe chưa. Ê, gớm. Này, tôi bảo hai ông ở đây làm cái thiết sự gì nữa. Đi về đi. Giờ hơi, biết bơi. Bơi bướm nó còn bơi ngửa. Trời ơi. Đi về. Hãy trả lại sự bình yên cho chúng tôi và để cho những phụ nữ quyền lực xinh đẹp như chúng tôi chào khán giả và trả lại sự bình yên cho các bệnh viện này. Cảm ơn. Xin chào. Alo. Lôi hả Lôi? Tại sao giờ này tao ông tao bà còn chưa lên trình sớ ta? Cái gì? Email với Facebook hả? Ta đã nói rồi, mấy cái nước nghèo thì mình không nói, những cái nước giàu như là Nga, Trung Quốc nè, Mỹ thì phải lên trình. Quá nhỉ.
thiên đình mà vắng vẻ thế này. Thế thiên sứ với là Ngọc Hoàng đâu rồi? Không lý là đi chơi football. Bà đây nè, Ngọc Hoàng đây nè. Oh, good morning Ngọc Hoàng. How are you? What's up? Khỏe không? Dạ khỏe. American apple. Dạ. Wow, Phi Thuyền ông lên đây nhanh thiệt à? Dạ, con lên đây từ tuần trước đó Ngọc Hoàng. Nhưng mà con ghé Pasadena coi đại nhạc hội hoa hồng. Nhưng mà con cũng phải ráng thu xếp lên đây để chỉnh sửa cho nó on time. Good, good, good. Rasita lia pani karus bam lo li tiu mi kinari koi vi kachi ana viri kachi usa na vi so tiu mi kinari koi. Hey, bầu vừa ra dây người ta sẽ kêu là dây bầu, bầu rửa vừa ra bông người ta sẽ kêu là bông bầu, bầu nấu sôi bó tôm khô người ta kêu là canh bầu, mấy con bụng to người ta sẽ kêu là bụng bầu. What's up? Good morning, Russo. Good morning, Ngọc Hoàng. Ủa sao giống danh hài Thúy Nga quá vậy? Dạ, Thúy Nga nó xấu hơn con. Dạ, con tên là Thúy, sống ở nước Nga. Con đại diện Táo Nga qua đây trình sớ Ngọc Hoàng ạ. Thúy ở bên Nga? Dạ. Bên Nga giờ này lạnh lắm phải không Thúy? Dạ lạnh lắm. Tao nói mùa đông ở bên nước Nga, tao nói tuyết nó ngập lên tới... Dạ không có tới nách. Mà hả, con thì điện nước ga đầy đủ nên con phục vụ sưởi ấm hết cả mùa đông, thậm chí còn cung cấp qua nước Pháp và các nước châu Âu nữa. Good morning Rosa. Apple, how you doing? Good, good. Thiếu kèn, thiếu kèn. Thiếu đâu mà thiếu, đưa kèn con cho ba thổi đi. Dạ không, thiếu kèn là thén kiều đấy. Cái kèn cha này bự chà bá, con thổi chắc con chết rồi. Nói chung là nhìn cái kèn của anh em xin lỗi em chịu không nổi. Thiếu kèn là thén kiều. Tại vì tiếng Nga hay viết ngược. Nên hãy tiếng Mỹ mà nói lái ngược lại là tiếng Nga. Ngọc Hoàng so smart. Ngọc Hoàng mà. Dạo này anh Obama với Putin còn cãi lộn nữa không? Dạ không có đâu, cãi lộn thôi, cãi thiệt mà. Cái bà này hay thật. Người văn minh người ta không gọi đó là cãi lộn, người ta gọi là hội đàm. Cãi lộn. Hội đàm. Cãi lộn. Hội đàm. Tôi nói là cãi lộn nghe chưa? Tôi nói là cãi lộn, tôi thích cãi lộn. Cái bà này hay thật đấy, mềm mại như thế đấy, cười cười nói như vậy đấy, nhưng mà đêm về là sách hỏa tiễn bắn người ta, phải không Tao Nga? Nè Tí Mạo, em quên lộn, tao Mỹ. Đừng có vu khống cho người kẻ gian mà nói oan cho người có tội nghe chưa. Ông là Táo Mỹ, ông bự con như vậy á, ông đừng có ăn hiếp đàn bà phụ nữ người Nga chúng tôi. Ở Mỹ đàn ông á, đàn bà là phải lady first đúng không? Đừng có vu khống như vậy nghe chưa. Thôi được rồi. Dạ. Cãi nhau như là cái trời trời vậy. Ở dưới bắn quả tiện chưa đủ hay sao? Lên đây mà phun bọt phun nước ướt cả trời. Dạ con đâu có phun bọt phun nước gì đâu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ơi, những giọt nước bọt rơi là những giọt lệ ngọt ngào. Bởi xa cơ nơi chiến trường thọ tiên nên gió đánh nghe sao? Được rồi. Lộn bài rồi bà ơi. Phải không? Lộn hả? Dạ, con biết mà. Ngọc Hoàng ơi, coi chừng Mỹ nhân kế đó, Táo Nga dùng Mỹ nhân kế đó. Mỹ nhân kế à? Dạ. Nhưng ta khoái. Mọi lúc ta vui thì bầu trời sẽ đẹp. Dạ. Những lúc ta buồn thì trời sẽ đổ những cơn mưa. Đúng rồi, người ta có câu trời có lúc nắng lúc mưa. Con gái lúc mưa lúc nắng. Con gái nói một là hai. Em Nga nói sao cũng được. Dạ. Bẩm Ngọc Hoàng cho con xin phát biểu ạ. Dạ. Cái gì nữa? Dạ, giữa chốn thiên đình con đề nghị Ngọc Hoàng nên nghiêm chỉnh tí xíu. Cha nội nghiêm chỉnh tùy năm cha nội. Năm nay năm con dê, phải để cho Ngọc Hoàng thả dê, nhe răng dê ra đốt chứ. Nga hiểu ý trời đó. Dạ. Ý trời mà ai dám cãi. Thôi chắc tấu tàu á. Cái này tung chỗ rồi nha. Tàu lá tới à, lới à, vì hoàng hoa
万万岁！啊，China Apple， 你好，你好。魔刀刀啊 ，Good morning 啊 ，Good morning 啊 ，Good morning， 银刀鬼啊 ，China Apple， Good morning 啊 ，American Apple 啊，刚来了 Russia Apple 啊 ，Good morning， 啊，你好，你好。你好，你好，có bánh bao không móc cho ăn à？刚来红哥啊，我làm là nhiều lắm, một chút nữa lại nha。你好，你好。哎呀。Rồi, không về thăm lại cái bến tre đã lâu lắm rồi không về đi qua cái cầu dừa dạ con chào gặp quan à táo vàng bạc đá quý đây à. À dạ không con táo Việt Nam ở bến tre ơi Ngọc Hoàng quên con rồi hả? Năm ngoái trước khi về con có gửi lại cái phong bao bì dày dày đó Ngọc Hoàng nhớ không? Táo Việt Nam bến tre phạm dạ, thượng dạ con làm gì phạm thượng Ngọc Hoàng. Tại sao mi mặc bộ đồ màu vàng đó là của ta mà. Dạ, dạ tôi xin lỗi Ngọc Hoàng. Ở dưới đó nhà con không có cái gì hết đó Ngọc Hoàng. Chỉ có hộp xoàn với là vàng thôi à. Mà có nhiêu con quất lên hết lên đây đó. Nhưng mà lên đây con mới dám bận á. Chứ ở dưới đó trời ơi chắc nó chém con ra ngàn mảnh. Nó cướp sắt mà nó cướp cổ nữa. Không cảm, không cảm. Dạ, ô dạ chào anh hai. Chào cái gì chứ, dạ. Mình đi chung mà. Dạ, ô chào chị ba. Dạ. Chị Nga nha, chị Nga. Ờ dạ chị nghe. Ô anh Tâm đâu? Ok xa lén. Ok ok. Dạ okay, okay. Dạ. Dạ thưa Ngọc Hoàng. Dạ năm nay con cũng có cái gói vuông vuông con tặng Ngọc Hoàng. Vàng. Dạ cái vỏ ngoài bọc vàng thôi. Chứ trong là mứt dừa. Đặc sản của Bến Tre mà. Dạ con nạo cả đêm mới được một gói đó. Dạ. Trời ơi. Tôi nói anh phải chứ tôi vừa nhìn cái hàm răng của ông tôi biết ông là người Bến Tre rồi. Ủa đại gia mà tặng mứt dừa vậy thôi đó hả? Dạ cái lòng vậy thôi. Mà nạo cả đêm được có một gói vậy thôi đó hả? Dạ có một gói à. Cũng may à ông mà nạo nguyên ngày không biết cái răng ông đưa ra tới đâu à. Tôi nói cái thằng cha này là hối lộ chuyên nghiệp rồi. Với Ngọc Hoàng mà còn hối lộ rồi đấy không? Trời cái này tết nhất tận tặng cho Ngọc Hoàng vui mà. Dạ Ngọc Hoàng vui nhận đi Ngọc Hoàng. Thôi được rồi. Dạ Táo Việt Nam lên đây bằng phương tiện gì? Dạ dạ con đi có gian chung với anh Táo Tàu. À là vậy mà tôi tưởng đi bộ chứ. Dạ không có, đây là đại ca của con. Chứ còn nước con làm gì có phi thuyền mà bay. À. Dạ nhà nước cũng có kế hoạch là sẽ chế phi thuyền. Nhưng mà nghe đồn đâu tới 5-3 ngàn mới chế xong. Ôi mèn ơi. Dạo này ta nhìn thấy nước Việt Nam cũng giàu có lắm à. Dạ đúng. Rất là nhiều đại gia nè. Dạ đại gia cũng có mà đại bác nó cũng nhiều. Dạ nó nổ không à Ngọc Hoàng. À, nhưng mà ta thấy là có nhiều massage nè. Dạ nhiều sauna nè. Dạ nhiều quán bar, nhất là nhiều quán nhậu nữa. Trời ơi nói cái vụ ăn nhậu là tao nói không ai bằng Việt Nam mình, nó số 1. Trời ơi tao nói đẳng cấp quốc tế. Cái số lượng mà bia tiêu thụ bia rượu đó Ngọc Hoàng là đứng nhất đó Ngọc Hoàng à. Mới đây đi Vịt Bắc Cam còn phải vô bán rượu nữa đó Ngọc Hoàng. Cha yeah. Này vô duyên chưa từng thấy. Tưởng khoe cái gì thành tích ăn nhậu bia rượu đứng số 1 thế giới. Dạ. Nghe tôi khoe này. Khoe gì anh? Hương Ngọc Hoàng con bỏ thuốc lá 3 năm rồi đó. Trời, trời ơi thầy. Cha Táo Mỹ này chắc họ lãng tên ngách nè. Nó bị liên rồi. Nó không liên quan gì trơn à. Chẳng liên quan gì nó bị liên rồi. Nhưng mà dạ. Dạo này ta thấy Việt Nam cũng đang nhiều công trình đang xây dựng lắm à. Dạ đúng luôn. Trời ơi Việt Nam mình xây dựng nó cũng có mà xây cất nó cũng nhiều. Dạ. Nói bậy nữa, xây dựng với xây cất thì nó được xem thôi. What a different. Khác hẳn. Khác thế nào? Trời anh nghĩ coi, bây giờ mình xây dựng thuần tí thì lấy cái gì mà ăn nổi. Mình là phải sao? Xây cất nó mới đọc. Là sao? Nghĩa là mình xây phân nửa cái mình cất phân nửa. Cái mình xây phân nửa cái mình cất cho tôi phân nửa. Trời ơi, mới có cái để ăn. Trời ơi. À, tôi hiểu rồi. Vậy là nhiêu nước mà viện trợ về là coi như ông xây nữa, ông cất vô nữa đó phải không? Kê lo không biết chừng á, tùy theo nước lào cho nhiều thì nó cất nhiều á. Dạ, 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 dạ. Thôi, cái dạ. Đó nó đã show trên computer của trời hết rồi. Ủa, có hả Ngọc Hoàng? Có hả, có Ngọc Hoàng? Cái computer ở lâu vậy? Ngọc Hoàng. Dạ, đâu đâu Ngọc Hoàng? Computer trời mà mắt phàm các ngươi làm sao thấy được? Bởi computer, bởi vì nó gọi là thiên cơ. Thiên là trời, cơ là mái. Nên ta mới có câu thiên cơ bất khả lão à. Nè nè nè.
thiên cơ bất khả lậu á. Ý của ông nói bây giờ coi như là mái của nhà trời là mình không có bán in bán lậu được đó. Yes. Bây giờ mình tính bán lậu à. Nè, sao con người của ông á lúc nào cũng có nghĩ chuyện bán chui bán lậu vậy? À, bày quá. Mai mốt mà có bán chui bán lậu á. Dạ. Rủ tôi hợp tác với nhau. Dạ. Con lạy hai ông bà thôi. Dạ. Mấy của chơi là tối tân lắm. Ừ. Đúng không? Nói là hai technology mà là. Ây da, cái gì lị lôi tôi tầng chứ. Lị biểu nó lưu cho ngộ đi. Một tháng sau à, à mà không à, một bữa ngộ, một mà ngộ có cái hàng nhái y chang vậy. À. Mà phải cho ngộ để cái chữ Made in China giống vậy ngộ mới chịu. Vi phạm tác quyền. Hay. Cái này là vi phạm tác quyền. Ây, tác phạm, vi phạm tác quyền gì chứ. Ngộ là thiên tử hay là con của trời. Trời cho, không có tính tiền tác quyền á. Hay. Thôi, ngươi đừng có hòng. Trời đã bắn cái cô trời vô đó rồi. Cái cốt trời đó không có lậu được đâu. Ây da, ngộ bó tay à, ngộ thua ông trời rồi. Ngọc Hoàng hay quá, năm mà quanh là Ngọc Hoàng. Yeah. Trời mà làm sao thua đất được. Không phục, không phục. Thôi, hết giờ rồi, chỉnh sớ lên đi. Dạ. Chỉnh sớ vậy. Ê, không, tôi tới trước à. Tao bị tới trước. Dành nữa là... Kinh bẩm Ngọc Hoàng, nước Mỹ mùa màng cũng tương đối khá, nhân tình khỏe quá, khắp các tiểu bang buôn bán làm ăn có nhiều thuận lợi, vừa vào bảo hiểm Obamacare, dân nghèo khỏe re hưởng nhiều benefit, từ đứa con nít cho đến cụ già, tiền khỏi đóng ra mà còn được lại. Nhà giàu thương mại thì lại chán vèo, không hưởng đồng nào, thuế cao nhiều chỗ, chính phủ bù lỗ những khoản trống to, vì phải còn lo vấn đề quân sự, lính Mỹ tham dự đánh trận miền xa, dẹp loạn quân ma quốc gia Hồi giáo, quốc hội nhốn nháo ngân sách đột dần, phải vướng nợ nần của anh tao chết. Hay giờ phải rồi à. Ông à cũng mệt là gì, chính phủ mình thay đổi lên tình dân tình khốn khổ Âu Châu nhiều chỗ, thái độ bất hòa, quốc hội rầy rà, bu tinh thao túng chia quyền manh mút để dễ ra ngoài, kiểm soát trong ngoài giật dây chính trị, muốn làm anh chị các nước Đông Âu vũ khí làm giàu, ai mua thì Nga bán Urai mua đạn quả tiễn phòng không, nước nào đụng ông là ông bắn chết. Băng giả mà chết cái gì chứ. Tới phiên tao chạy tà kinh á phẩm á Ngọc á Hoàng, lầu Lâm Dương lệch ra ngày tam thăng ba mây bài Malaysia ba con số 7239 hành khách á Châu, không biết bay lâu mà bay mất dạng, khiên căng lưu các bạn phải ra sức đi tìm, nhưng vẫn im lìm mà chìm trong tuyệt vọng à. Dạ, nước Việt Nam con cũng bỏ cả bạc tỷ ra phụ đi kiếm đó Ngọc Hoàng. Thế à, dạ, tao xin nhân tấu à. Trời ơi. Sợ tao quân nói... về mà nhỏ xíu mà dài thồn vậy chứ. À, dạ. Sao của ông dài quá vậy ông? Dạ, nhỏ mà nó có vỏ. Dạ, con xin dân sớ à. Dạ, chuyển buồn Hàn Quốc ở trên một chuyến phà, cha mẹ ông bà cho con đi nghỉ mát, học sinh ngơ ngác tới đảo Chi Chu, tàu chạy êm ru trên vùng biển rộng, bỗng nhiên biến động đụng phải đá ngầm, trời đất tối sầm mà phà chìm mà nguy khốn, 13-14 tuổi nhỏ Quảng Kinh, máy gọi truyền tin khẩn trương cấp cứu, trở tay không kịp nước cuốn phà chìm, người chết khó tìm mà nhiều không kể xiết. Cái gì lị cười á? Ê, anh Tám cậu, cái đặc giá này vô duyên lớn luôn. Anh sao đó? Cái chuyện nước ông cùng đi báo cáo ông mang chuyện Hàn Quốc Hàn Đông ra đây ông báo làm cái gì? Anh đấy ủng hộ nha. Bây giờ Việt Nam tôi thích theo cái phong cách Hàn Quốc, đúng không? Tụi tôi thích ăn Hàn Quốc, ngủ Hàn Quốc, để tóc Hàn Quốc, coi phim Hàn Quốc. Nói chung là tụi tôi thích quốc rồi Hàn rồi quốc. Nói chung không biết như thế nào là Hàn Quốc, chứ tôi thấy nhìn ông là tôi thấy ông giống Hàn gió đá lắm.
Bây giờ Ngọc Hoàng ơi, bây giờ cái người Việt Nam này không có còn coi phim Tàu nữa, nó bỏ phim Tàu của Ngộ rồi, nó coi phim Hàn Quốc thôi. Nói chung là tôi thấy là người Việt Nam nhiều chuyện quá, nói chuyện không liên quan gì nước mình hết trơn. Em xin lỗi, em nhiều chuyện. Dạ dạ, em không nói chuyện Hàn Quốc nữa, em nói chuyện Việt Nam của em được không? Dạ dạ, chuyện Việt Nam đây. Dạ, tới chuyện Việt Nam, ông Tập Cận Bình. Hay à, ông Tập Cận Bình là của Ngộ mà, sếp của Ngộ mà. Nhưng mà nó có liên quan đến nước em. Vậy hả? Lôi cho đi. Em nói được không? Lôi đi, lôi anh đi. Ai kỳ quá à. Dạ, ông Tập à, Cận Bình đầu hè tháng 7, ngứa mình ngứa mẩy đẩy những vàng khoan, sắp lớp và văn hàng biển đông mà dậy sóng, với nhiều tham vọng chiếm hoàng trường xa, lưỡi bò đưa ra Việt Nam em lo sợ, lên tiếng la làng, Trung Quốc ngang tàn dở trò xâm lấn. Ngọc Hoàng, xử đi Ngọc Hoàng, xử đi Ngọc Hoàng. Sự cái gì chứ? Cái liền Ngộ nói cho liền nghe là cái gì có chữ Sa đó là của Trung Cộng hết hả? Bây giờ Trường Sa là Hoàng Sa là Cần Sa là Ngộ lộn, không phải Cần Sa là của ông Lầy. Rồi cái Sưng Sa là Lục Tàu Sa là Hằng Hà Sa là bay đó, bay bay. Hằng Hà Sa là của anh đâu ông nói. Dạ, Ngộ lộn anh nói hơi nữa chắc em lấy cà sa uống cho anh luôn quá. Không phải, hột vịt hột ngà còn lộn huống chi Ngộ đấy. Nhưng mà Hoàng Sa với Trường Sa có cái bản thương mại lằng vàng mà. Biết đâu giấy đó là giấy giả ông nội. Bây giờ cái gì mà ông nội không làm giả đâu, nói tôi nghe. Ai da, lị chọt Ngộ hoài á. Không không, nhưng mà em thấy anh chọt đúng. Luôn cái gì chưa? Anh chọt đúng, em nói cái này nè. Cái giấy thỏa thuận đó đó, đâu có ai kiểm chứng đâu, đúng không? Yes. Bây giờ mấy ông cho nội cho na là coi như ông giả hết. Ngọc Hoàng nghĩ thử coi. Bây giờ nè, hủ tiếu ông cũng giả nè, mì giả nè, gạo giả nè, trứng giả nè, thiếu điều táo cũng giả luôn nữa. Cái này táo thiệt à, không phải táo giả à nha. Không, có chức phận lằng hoàng á. Không, anh là thiệt, nhưng mà apple của anh là giả. À dạ. Táo của anh làm giả. Nè, Ngọc Hoàng nghĩ thử coi. Bây giờ nè, thức ăn nè, ổng bỏ đồ ba cái thực phẩm đồ vô trong đó. Rồi Ngọc Hoàng nghĩ tôi coi, rau cải mới có trồng hôm qua, cái hôm nay ổng đem ra ổng bán liền à. Hay à, lý gì lý hỏi mấy cái lứa hải quan của lị lý chứ. Tại Ngộ cho tiền nó mở cửa cho Ngộ vô mà, chứ đâu phải vô phi đâu. Nhưng mà ba cũng phải nghĩ đến sinh mạng con người chứ ba. Hay à. Ôi nói gì nói chứ, tôi thấy cũng lỗi tại ông Việt Nam là thích mua rẻ. Trời ơi, sao mà năm nào sớ cũng buồn hết trôi. Ta biết phải làm sao cho nhân loại bớt kêu trời. Đau xót lòng ta chẳng nói được nên lời. Ông trời ơi, coi cái gì mà lôi cả thế giới này à, lang sợ chạy la. Táo đầu mà đứng có ba hoa, hoa kỳ không sợ đứng ra giải hòa. Tên kiều anh Mỹ của em, cho em nấp bóng đi về bình yên. Ây da. Dạ, cho em nấp bóng đi đại ca. Dạ. Không phải khen chứ, tôi thấy bốn ông ca cải lương á, là tôi thấy ba ông này á, là ca được nè. Riêng cha này đứng theo ngành cải lương nha. Ông ca tới đâu là người ta ném đá tới đó đó. Trời ơi, cái giọng gì mà đi đòi đi thi Vista vô trung tâm tiếng Nga ca với Hương Thủy. Gan thiệt à. Còn chuyện gì nữa, tiếp tục đi. Dạ con. Trời ơi. Lừa dành nữa, để tôi báo cáo nhiều quá nè. Thế giới khổ vì dịch bệnh Ebola, là nhiễm lan xa chết người vô hạn. Có cô họ Phạm tên gọi Nina, nhiễm bệnh Ebola vì cô là y tá, bác sĩ thường qua bệnh viện Maryland, chữa trị thuốc men giúp cô lành bệnh. Obama cho lệnh rước tới White House, tình cảm dạt dào ôm hôn quý mến. Nhưng vui thì ít ra nạn khổ thì nhiều, gì trên thế giới còn lắm thiên tai, động đất sóng thần bão giông lửa cháy. Ngọc Hoàng xem xét giảm bớt cho con nhờ, nạn đói nạn nghèo còn tràn lan thế giới. Tại vì kiếp trước phá rừng xuống biển,
thử bom nguyên tử nên bây giờ ta không thể cứu được nữa, hậu quả phải đành thôi. Trời không cứu nổi. Ý của Ngọc Hoàng nói bây giờ là con người của mình là phải biết lo tu tâm dưỡng tánh. Bởi vì con nói thiệt với Ngọc Hoàng, dân Việt Nam con bây giờ làm phước làm thiện dữ lắm đó Ngọc Hoàng. Bây giờ ta có tiền là người ta cất tiền. Không, dạ có tiền là mình cất chùa. Trời ơi, ta nói tuần nào cũng văn nghệ gây quỹ xây chùa, anh em ca nghệ sĩ con đi hát mà mệt nghỉ luôn vậy đó. Thôi con hứa với Ngọc Hoàng bây giờ coi như là mình phải tu ta bớt cái tánh tham, đúng không Ngọc Hoàng? Đúng. Dạ, bỏ cái tánh tham. Bây giờ tới ngộ là tới ngộ còn một chỗ là còn ngộ tu tiếp đó là dạ bẩm Ngọc Hoàng, có nước Ukraine mua quả chiến băng máy bay dân sự băng chẳng thương tình người dân vô tội, thế giới nghi tình anh Nga xuôi bậy. Ai, xin đừng nói vậy, chưa biết thật hư, Nga vốn vô tư, Nga không có tội, quả tiễn Nga bán ai bắn mặt ai, Nga vẫn giả mai đứng ngoài pháp luật. Còn cái chuyện giang Hồng Kông thì sao? Hồng Kông biểu tình loài tự do bầu cử, Bắc Kinh cự lự làng ấp nhân quyền, có một sinh viên lầy lòng nhiệt quyết lưng lên lãnh lậu với trẻ Hồng Kông, chàng vua so quân kết ta loạn tranh lốc, cả chục ngàn người lông quá trời lông. Ông ơi, ông đọc là đông quá trời đông, ông đừng có nói lông quá trời lông. Thì ngộ nói đông quá trời lông, thì ngộ nói lông quá trời lông, tại cái giọng ngộ vậy mà. Thôi thôi được rồi, để tôi làm cú này nữa nè. Bầu cử nước Mỹ dân biểu tiểu bang, người Việt hải ngoại cũng thật là vẻ vang, sánh bước hiên ngang vào đường chính trị, có rất nhiều vị đắc cử rình rang, nghị sĩ liên bang hàng đầu dân biểu, đó là dấu hiệu sức mạnh cộng đồng, người Việt một lòng thương yêu đoàn kết. Như vậy thì tới phiên Ngọc Hoàng ta cũng có sớ cho các ngươi. Sớ Ngọc Hoàng hú hồn. Ngọc Hoàng mà, các táo nghe tao nói nè. Dạ. Tao Mỹ, tao Nga, tao Tàu, tao Việt. Dạ. Đừng nên phân biệt chủng tộc màu da, nhân loại một nhà cùng nhau hòa hợp, đừng nên xung đột gây hấn chiến tranh, chứ có giật giành chủ quyền nước khác, hãy nên bảo vệ thế giới tự do, nước no ấm dân tình ấm no. Dạ con xin thưa dạ, hết năm Giáp Ngọ Ất mùi lại sang, kính chúc Ngọc Đế long thể an khang, trời đẹp vẻ vang bao trời mà vũ trụ, hoa sừng hé nụ Tết đã đến mừng vui. Con mừng tuổi mẹ chúc Tết ông bà, tuổi trẻ tài hoa học sinh lỗi lạc, đỗ đạt thành danh lộc mới nên cành đón chờ tiến sĩ. Ai chúc cho thế giới vạn sự bình an, kinh tế huy hoàng muôn nhà no ấm. Thôi đến giờ tao thành dũng lùi, Ngọc Hoàng hưởng xuân tràn ý xuân. Mời táo thần lên đường bình an, xuân nha. Ngọc Hoàng vui đất trời xinh tươi, muôn lá hoa sắc hương rạng ngời, lạy trời ban đức ân thiên hoàng, cho thế gian sống trong thanh nhàn, thần cầu chúc năm mùi dễ dàng, lòng cầu chúc vui xuân. Có số đào hoa nhắn mấy anh chồng, vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo, chớ quên quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu, ớt nào mà ớt chẳng cay,
Ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quản thư thời trước có sống lại cũng chào đùa. Ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Hoạn thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về, mà đánh qua đánh lại đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật dê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi rồi, mời vô, có khách rồi, khách rồi. Mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề. Tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè. Cái người mà cái mặt già già, xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cười vậy mà chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi. Em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng là trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my gosh. Đó là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có người yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở đâu mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi. Má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? Dạ đúng cái rồi. Cái gì vậy, mày làm gì mày sợ vậy? Tôi là bạn. Tự nhiên vô này mày xuống tông làm hết hồn hết vía à. Rồi bạn, nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức lắm đó. Nó ghen đó. Thôi bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống bỏ. Đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Nó. Trời ơi, mặt mũi vậy. Tướng tá vậy. Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý vậy nè, ý chị nói là già xấu như bà này chồng bỏ chị không tức. Mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức, biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời ơi? Tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Vừa phải thôi, thôi chứ. Thôi nè, thôi mà. Cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và Mà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lợm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá, cho nên lạc nhau. Trời ơi, tụi bay gặp lại mừng quá mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, tao không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, tao nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm thấy chưa? Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày sao? Quê quá. Qua tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diễn. Đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình, biết không? Ơ, còn chị Trinh. Tao cũng vậy phải không? Không thay đổi tí xíu nào hết. Đẹp hơn hồi xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ. Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị hết trơn á. Tại chị dữ quá. Cái gì mà giữ, vậy mà giữ, vậy cơ giữ, em có giữ cái gì? Em có giữ. Còn mày, mày hiền quá. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn... Không, tôi hơn bà. Tôi hết rồi. Vậy hả? Tôi hơn bà bật à. Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng, nhưng mà em có người yêu. Chồng chi, đó, chồng như thế không, thấy khổ ghê không? Đó, chồng là chi. Em nói chị nghe nè,
người yêu á thì còn có người này người khác, chồng nó còn kiểu à. À, nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt nói cười, nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết vụ đó? Thôi, thì mày có kinh nghiệm đâu. Thôi lụm ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao cái gì mà lụm vậy? Trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? À, biết. Con nhỏ rap rap phải không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày không? Muốn chồng dữ lắm rồi đó. Mà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Nicki Milu. Tao nghe tên nó tao muốn thảy cục xương cho nó vậy. Sao? Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu Milu đó. Vô duyên à. Thôi nè, tao nói mày nghe nè, cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu gì kỳ lắm. Đúng rồi, tao không tỷ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Thôi ơi. Tao vô đây mời vô. Tao bây giờ tao rối lên hết trơn rồi. Giờ mày đã rồi, sao đâu mày kể tao nghe coi. Mày đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày, sao mày gia đình chuyện gia đình sao? Mày giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chồng tôi chết là tao. Tao nói đi mày. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao? Nó làm như thiên nga vậy chết cho mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té, Trời ơi, sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lót vậy, không sao đâu. Mày vẫn đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen à. Mới ra khỏi cửa xỉu à. Mày biết tao làm gì giờ? Ừ. Sẵn có ba đứa con nó ở nhà à. Tao rủ đánh sạch xám. Trời. Đánh bài, đánh ghen không thấy. Tao thấy đi đánh bài, tao rủ đánh bài à. Không cái nó tỉnh dậy mày không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá ừ. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi. Cho nó dơi sầu. Hỏi chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Tao nói nay con này mai con kia. Nó nói trời ơi gặp nó là già trẻ bé lớn không cần biết. Nó gặp là nó hốt, nó gặp là nó hốt à mày. Mr. Vacuum đó phải không? Ừ. Hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Ừ. Sao thấy quen quá. Ừ. Thôi vậy đó hả? Ừ. Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt cái bồ của chồng con Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt có. Ngày nào cũng theo dõi hết trơn á. Có bữa sắp sửa gặp tới mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời, tao làm gì? Tao phải lo cho nó mất mục tiêu chết rồi. Thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Ừ. Là chuyện của nó tự tỉnh rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Rượu đâu Liễu. Rồi, uống rượu quen thôi, quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha. Thôi đây giờ mày xuống đây ráng mày giúp tao đi lận. Đúng rồi, mày xuống đây nè. Bây giờ mày, tao nói mày nghe, bây giờ á ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì, rồi từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training, cho nên sáng nào á ổng cũng đi tập cho người ta, từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà à. Ăn cơm tắm rửa sạch sẽ xịt dầu thơm cái là 9 giờ tối cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ông tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì? Chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời, cô này nó ngu ghê đó. Ngu chồng gì? Tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó hồi ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi coi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy, tại sao mình nhào vô làm gì, tự nhiên người ta rút lui đó. Cái người đó là người biết điều biết không? Ừ. Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa ăn chiều, rồi chủ yếu là món ăn tối nữa. Mày gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi, vậy là bà là không người biết điều. Thôi cách này không được đâu mày ơi. Không được hả? Tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống là tao nói nghe. Bây giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ với mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có.
Nè, nè, thôi nè. Rồi đây, mày có cái gì ha? Đây có cái app nè. Cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó, số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó, thấy chưa? Hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở Pờ Chăn Gà nè. Chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chút mình ra mình kiếm ảnh á. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Ê, như tao thấy cái này nhúc nhích rồi mày ơi. Ờ đúng rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chồng mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó sẽ rõ ràng thấy giờ mày thấy không? Đó đó, khung cảnh này đó đó. Ủa trời, nhúc nhích đó. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Ê, cái quán cà phê, quán cà phê xéo xéo văn phòng tao nè. Ủa cái gì vậy? Ê, tao thấy rồi, thằng cha Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ủa chồng tao. Trọng, Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho coi hình được không? Nè, đi nè, hình nè. Trời ơi, cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao có cái gì kỳ cục chị? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết đó chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn, tao chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra nó chia đi. Này sao Liễu, chắc tao xỉu đó, tao xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì nó làm không, tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Vô nhà rồi để tao đi với mày. Để nó xử. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi, nó xử. Sao không kỳ cục gì? Trời ơi. Minaj, baby. Minaj. Hello. Hey. How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe đấy nè, đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh sơi mỗi ngày. Hello everybody, hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you too. Hey. Ai da? Baby. Yeah, em đỡ em vậy em. Hả? Dạ bị giật bẻ rồi. Giờ bé. Tập cho cố vậy. Kéo lên nè. Được chưa? Tập vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không? Mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách, ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói từng vừa rồi có một khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái thân hình giật cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. À? Em chỉ uống hết một ly mà hi húp hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê quá. Cái tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Nó nghe nè, dạ. Cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, tại vì còn một cái chương trình nữa. Dạ dạ. Dương tới tương lai. Làm sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giò. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá, ai dạ, vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Chắc ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi. Mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi. Miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông.
Là, ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? À, làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? À, cái gì vậy em? À, nhà em có con chuột. Chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ, dạ. Chuột làm hết hồn. Dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm, kể từ bây giờ anh ra sắp xếp giờ rồi, 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái tiếng gì vậy em? Dạ, con mèo, hồi nãy là con chuột, giờ con mèo. Trời, nhà em nó có mèo. Súc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Thấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện anh ơi. Em làm á? Có. Dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi cả tuần lễ anh không gặp, anh nhớ em quá. Ngồi đây đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là gọi anh tập là để làm gì? Lo cho mẹ già và ba đứa em, mà ba đứa em năng tuổi mới lớn. Mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ hay ăn hơn nữa. Trời ơi mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em, bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Phải, đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được rồi, cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè em vô nha, em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha, đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Này, tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của eye gel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của eye gel nha. Vậy đó, hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây, có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này mày sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy nó bán mới nhiều nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô trọng sao? Là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đầm, em thích áo đầm. Anh em thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Không có. Dạ. Tặng cho baby. Cảm ơn anh, để lát em thay liền. Tôi thay liền nha. Ừ. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cứ đòi vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy? Anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à, anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này em phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Trời nè, ơi. Mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá. Còn em trần tục quá, em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi, cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi. Đó. Đó. Dễ thương quá, được rồi. Đó. Được rồi. Em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em là dạ. Đó. Dễ thương quá. À. Vô. Chưa? Búp. Đó. Rồi hay giờ chói anh với chói em lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ đem vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đây nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đợi em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng thì anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây, thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em mần việc. Đó, vô nha. À. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng rồi em ra nghe anh nha. Bận cái I love you. Em bận áo để em ra liền nha nha. Chị cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Kế bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta. Em vậy. Chị Liễu. Vậy. Chị đi với ai tới đây vậy? Tao giận má tao đi chơi.
Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À hết hồn, bắt mà hồi luôn á. Nó nghe nè, chị Liễu. Vậy. Chị chơi xấu gì chị Liễu? Xấu gì? Chị có má đẹp, cái tướng ba đì ngon vậy sao đó giờ ông dắt ba nhà em chơi. Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Mình nghe nghe anh giải thích à, anh có nỗi khổ. Đó, mấy ông đàn ông nha. 10 ông vô 11 ông à, quậy banh cái gia đình luôn á mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Không, không vậy trơn á. Em ơi, nghe nghe anh giải thích em thật anh. Bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa. Nha. Yeah. À. Nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Không, đúng là như vậy, tại vì thật sự là anh. Nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên tôi sẽ sống cho tôi. Đúng à, rồi. Thủy. Đừng. Ủa? Ồ. Ai hello cả nhà. Vô đây. Ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. À. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em, vợ tao mà em hả mày? Vợ vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi, vợ. Dùm ơn. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Tôi ra khỏi chỗ này được không? Được, em muốn đi đâu anh chở em đi, miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hai, cố lên. Sống cho mình nha. Vợ, mình. Chị Liễu nói em tiếng đi, chị Liễu. Nói gì, đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Ừ. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai cũng biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con quá. Đại bàng của lòng anh. Hay quá à. Ê. Em mừng quá à. Anh giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi hay là mình đi cái máy nha? Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Rồi bye. 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 Đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên chỗ đây, tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ còn một mình anh thôi. Mina, hát. Hát cái gì mà hát? I want to go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn, đứng ở đó đi, nhìn đi. Bye. Ê! Trời ơi! Không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hát. Luôn. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, đi vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng nào? Đứng đây. Chìa khóa không? Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.